quý bạn đọc thân mến, tệ nạn ma túy đã và đang là hiểm họa của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới, là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Trong xã hội ngày nay, không chỉ nghiện ma túy mà tình trạng nghiện game online, trò chơi điện tử trực tuyến trong giới trẻ càng nghiêm trọng và gây hậu quả khôn lường cho xã hội. Rất nhiều trường hợp suy kiệt sức khỏe, bỏ bê học hành và việc làm, thậm chí xung đột dẫn đến thương vong. Tác hại của nghiện game thậm chí nguy hiểm hơn cả nghiện ma túy. Ai dùng ma túy thì ngay lập tức gây hậu quả, nhưng game thì không phải. Đến một thời điểm xác định, nghiện game gần như không còn đường lùi và việc nghiện game online, nghiện ma túy gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, khôn lường cho cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 với chủ đề Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy. Để giúp bạn đọc hiểu và góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng tránh và ngăn ngừa tệ nạn trong cộng đồng, Thư viện tỉnh An Giang trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc quyển sách Nghiện game online và nghiện ma túy, khổ 14 x 20cm do Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Quang Huy biên soạn, do Nhà xuất bản Y học ấn hành năm 2023. Trong quyển sách này, tác giả đã trình bày rất chi tiết về triệu chứng, chẩn đoán, cách phát hiện, điều trị các cơn và điều trị chống tái nghiện cho những người nghiện game online và những người nghiện ma túy. Thông qua nội dung quyển sách, góp phần tuyên truyền, phòng ngừa tác hại của việc nghiện game, nghiện ma túy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, giảm thiểu những điều không mong muốn xảy ra trong xã hội. Hy vọng rằng những kiến thức bổ ích từ quyển sách trên có thể giúp quý bạn đọc và các em học sinh có được cuộc sống lành mạnh, không tệ nạn. Vì một xã hội tươi đẹp, hãy nói không với ma túy. Ma túy băng vào sẽ chẳng buông ta, làm khổ đau gia đình, làm tan nát cửa nhà. Bạn ơi, xin chưa quên, hoa hạnh phúc này lại là hoa giết người dân mòn. Bạn ơi, hãy